mà em nhìn thấy chị vừa mới bước vô nha, trời ơi em ngỡ ngàng luôn. Rồi chị Nhã sao bữa nay em đẹp dữ vậy, cái tóc xăng xăng nó hợp với chị lắm luôn á. Chị mới kêu em á là đi cắt tóc thử đi rồi làm tóc xăng với chị là bao đẹp. Trời ơi em không bao giờ dạ. Nghĩ đó. Trời ơi Nhã ơi, Nhã ơi, chết rồi, chết rồi. Ủa, chị gì vậy? Chết anh. Anh Quỳnh chồng của em. Chồng em sao? Chồng em bị gì hả anh? Không phải, ý là nãy anh chạy về đây nè, anh thấy trên đường á anh Quỳnh chồng của em nha, bây giờ anh đổi gu. Anh quen em chân dài, anh chán rồi. Bây giờ anh đi một con nhỏ 1m1. Ông ẩm nó vậy nè. Mà ông ẩm mà ông còn vuốt đầu xong không. Trời ơi, anh nhìn mà anh thấy mà anh tức. Anh nói gì vậy? Gì? Anh coi chừng anh dùng lộn ai á. Gì dầm lộn ai là sao? Trời ơi, anh Quỳnh lùng nhỏ con sao anh lộn được. Anh nói sao chứ hồi nãy em vừa bước ra cửa là ổng còn ngủ mà anh. Nói sao vậy? Trời thích chị đừng tin. Tại chắc chồng em nhìn lộn người á. Em là em không hiểu được tâm lý của mấy ông chồng mà thích đi ăn vụng. Nè, nè vô ông ngủ nè. Cái em đi cái ông giật mình dậy cái ông nhìn hơ đi rồi xong lấy dầu thơm xịt 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 ông chạy ra ông ẵm con khác đi chơi liền. Đừng có khèo tôi mà thấy cái chuyện bất bình tôi không nói tôi chịu không được. Thôi chị về Linh ơi, chị về. Ê, tính tiền sao cho tính tiền sao chị. Khoan em bình tĩnh, có cái gì á vợ chồng mình đóng cửa mình giải quyết. Dạ. Nếu mà có ly dị ra tòa kêu anh ra anh làm chứng cho chị cái này. Dạ. Chị dạ, anh thấy thì đúng không anh? Thôi em về em về. Ê, chị qua tính tiền sao. Dạ, 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 chị bình tĩnh nha chị, bình tĩnh nha chị Nhã. Trời ơi, nhìn thấy thương quá trời quá đất luôn à. Ủa gì vậy? Tự nhiên gia đình tan vậy cái ông ngồi ông cười là sao? Giỡn. Giỡn? Trời ơi, nhìn mặt Nhã nó tái mét trời ơi. Thiệt á, tôi muốn bóp cổ ông ghê á. Vậy gì ông cỡ tôi? Ông nghĩ sao mà ông đem chuyện gia đình người ta ra ông giỡn được vậy? Ủa có gì đâu, cái miệng tôi hồi đó thì tôi giỡn đâu có Linh đâu, có sao đâu. Nè. Dạ thôi khỏi. Thôi mà. Dạ thôi khỏi. Rồi đổ nước bây giờ đó. Người ta biết lỗi, người ta xin lỗi rồi. Thôi nói giống anh ơi. Thôi vô vẻ đừng quạo mà. Thì cái mốt không ai dám tin anh luôn. Luôn á, tôi đã chồng xin ơi, lỗi rồi. Chồng ơi. Cái gì vậy? Trời, chạy chạy coi chừng rớt hết bây giờ. Đổ đồ hết bây giờ. Má ơi, trời ơi. Tin vui. Tin gì? Hai cái tờ giấy số hôm qua mới mua. Rồi nhớ đâu nhớ. Rồi đâu rồi? Tôi để trong túi áo. Hai tờ giấy số đó trúng độc đắc rồi. Gì ghê vậy? Trúng độc đắc. Ừ. Thiệt hả? Thiệt. Độc đắc là 4 tỷ. Dạ đúng rồi, 4 tỷ. Tuổi gì mà lừa được tôi? Ủa là sao? Mà nghĩ sao vậy? Lừa tôi đúng không? Không có. Hồi nãy tôi mới gặp nó ngoài đầu đường. Nó định chạy vô đây nói với ông. Nhưng mà tôi nói thôi là để tôi vô tôi làm bất ngờ cho ông. Thiệt, hai tờ giấy số chúng 4 tỷ. À, không tin đúng không? Anh tin. Anh lấy ra đi. À, cho ông lính đổi. Lính đổi rồi chia. Chia. Nè, cái nào mà liên quan tới tiền bạc là không có giỡn được nha. Thì bây giờ lấy vô đây. Trời rồi, ơi. Rồi, tôi lấy liền. Nhanh lên. Trời, lẹ anh ơi. Trời ơi, 4 tỷ. Cái gì vậy? Đi đổ đi. Cái tờ giấy số tôi để trong cái áo. Cái áo mà áo sơ mi của tôi đó bà để ở đâu? Thì hôm qua thấy dơ quá tôi đem đi giặt rồi. Cái gì vậy? Giặt. Ờ. Em đi giặt. Ờ. Trời ơi. Ủa. Cái gì vậy? Ủa. Ủa. Nó còn cười cái gì nữa? Hai tờ giấy số. Trời ơi. Trời đất ơi. Ơ bố 4 tỷ. Bởi tôi nói cái nhà này nghèo là tại bà. Tôi đâu biết ông bỏ gì trong áo đâu. Cái áo tôi mới mặc có 1 tuần rồi mắc gì bà giặt. Trời đất ơi, mặc 1 tuần mà coi kêu chưa giặt nữa, để tới chừng nào mới giặt. Cái sức tôi bây giờ tôi muốn chưởng cái ly nước tạt trong mặt bà đi. 4 tỷ của tôi trời ơi. Ai ở đâu? Bà mất tiền quá, bây giờ bà quá điên luôn rồi hả? Ai đâu buồn quá. Cái gì vậy? Má tâm lý nó. Sao vậy? Tôi giỡn á. Bà giỡn? Ừ. Vui quá. Ủa? Vui mà. Chị thấy vui không? Vui. Ờ. Đó. Hay quá ha. Vậy là hai người phối hợp lừa tôi. Ê không biết nhưng mà vui, thấy lúc này vui nè. Ủa vậy bây giờ ông thấy ông nói dốc bực không? Khi mà ông biết được sự thật người ta là đang lừa ông, người ta đang nói dốc ông bực không? Bực. Ừ. Vậy sao, tại sao tối ngày ông cứ đi đầu làng khắp xóm, ông đi nói dốc người ta làm chi? Thì thôi mai mốt không nói dốc nữa được chưa? Hứa nha. Dạ.